Chào các bạn, ở thời điểm này cách đây đúng một năm thì chúng ta đang rộ lên cái trào lưu đó là smartphone Samsung đến từ Trung Quốc với những sản phẩm rất là nổi bật như chiếc Galaxy Z3 Pro này, chiếc Z7 2016 hay là On 5 cũng như On 7. Và sau đúng một năm thì hôm nay mình lại có trên tay một sản phẩm cũng đến từ thị trường Trung Quốc, đó chính là chiếc Samsung Galaxy C8. Thì cái sản phẩm này bản chất của nó chính là chiếc Galaxy Z7 Plus đang được bán chính hãng ở Việt Nam với mức giá lên tới 8.690.000. Nhưng với chiếc C8 này, mặc dù sở hữu cái cấu hình cũng như thiết kế tương đương, nhưng giá của nó chỉ có là 5.990.000 thôi. Như vậy các bạn đã tiết kiệm được khoảng tới 2 triệu đồng. Và với cái số tiền này thì dịp Tết sắp tới thì các bạn sẽ có thể làm được rất nhiều thứ. Và hôm nay thì mình sẽ có video mở hộp cũng trên tay nhanh sản phẩm này để xem là với mức giá 6 triệu thì nó có đáng mua hay không. Và ở đây mình đã có sẵn hộp của chiếc Galaxy C8, thì diện mình đang có sẵn hai màu, đó là màu đen cũng như là màu vàng. Và hộp của sản phẩm này thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đến từ một cái nhà mạng đến từ Trung Quốc, và ở mặt trước sẽ là tên của sản phẩm, ở phía sau sẽ là những cái thông số kỹ thuật, tuy nhiên thì nó viết hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc. Ở bên trong phụ kiện khá là đầy đủ, chúng ta sẽ có một củ sạc cáp kết nối micro USB, một cái tai nghe và kèm theo một sách hướng dẫn sử dụng, que chọc SIM, và có một kèm theo một cái thẻ thành viên gì đó ở đây được thiết kế rất là đặc biệt. Ở đây thì mình sẽ có hai chiếc máy, một chiếc màu đen, một chiếc là màu vàng, khá là giống với phiên bản Galaxy Z7 Plus chính hãng. Và hiện tại với cái phiên bản C8 này thì nó cũng sẽ có hai tên mã khác nhau, đó là C7100 chứ là 7108. Tuy nhiên hai cái mã này nó không quá quan trọng, bởi nó chỉ khác nhau là nó đến từ những cái nhà mạng khác nhau ở thị Trung Quốc thôi. Còn về cái cấu hình và hiệu năng nó hoàn toàn tương đồng lẫn nhau. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc Galaxy C8 hay còn gọi là Galaxy Z7 Plus chính hãng. Và khi mà các bạn mới mua, mới bóc hộp ra thì chúng ta sẽ có một cái chiếc máy mà có khá là nhiều những cái ứng dụng đến từ nhà mạng Trung Quốc, như chiếc máy ở bên tay phải mình đây. Chúng ta sẽ có những ứng dụng như này và nó sẽ hơi chiếm dụng bộ nhớ một chút. Và mặc định thì nó sẽ không có những dịch vụ của Google như là CH Play thì buộc chúng ta phải cài thêm. Và khi mua hàng Diện Thông Minh thì các bạn sẽ được hỗ trợ cài miễn phí cái bản rung quốc tế của chiếc Galaxy C8 này. Các bạn có thể sử dụng như chiếc Z7 Plus tại Việt Nam. Đó, các bạn thấy là với cái chiếc máy này thì mình đã cài hoàn toàn đầy đủ rồi. Có CH Play, có tất cả những ứng dụng dịch vụ của Google giúp các bạn có thể sử dụng khá là thoải mái. Thì về cái phần hiệu năng của máy thì nó hoàn toàn giống như chiếc Z7 Plus chính hãng. Ở năm ngoái thì chúng ta thấy những cái chiếc máy mà được của thị trường Trung Quốc so với bản chính hãng thì nó sẽ có thay đổi một chút về cấu trúc con chip. Thay vì sử dụng những con chip đến từ Exynos thì những cái sản phẩm Samsung 2016 ở trường China thì thường nó sẽ sử dụng con chip Qualcomm. Tuy nhiên thì trong năm nay thì chiếc C8 này nó sử dụng cấu hình hoàn toàn tương đồng như chiếc Z7 Plus. Chúng ta vẫn sẽ có một sản phẩm chạy con chip Helio P25 với 8 nhân, và cái điểm hiệu năng của nó cũng hoàn toàn tương tự. Chỉ có khác một điều là với chiếc Z7 Plus chính hãng ở Việt Nam thì nó được trang bị tới 4GB RAM và bộ nhớ trong là 64GB. Trong đó chiếc C8 này thì nó sẽ giảm hơn một chút, nó chỉ được trang bị RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB mà thôi. Tuy nhiên thì máy vẫn sẽ sử dụng thẻ nhớ ngoài giúp các bạn có thể gắn một cách dễ dàng, hoặc các bạn cũng có thêm lựa chọn sử dụng hai SIM đồng thời. Mình đánh giá với việc dù RAM cũng như là bộ nhớ trong giảm đi một chút, tuy nhiên trong quá trình trải nghiệm thì mình thấy cái hiệu năng giảm thực tế nó cũng không đáng kể lắm. Và cái điều lớn nhất mà chúng ta được lợi đó chính là cái mức giá nó giảm tới hơn 2 triệu, thì đây có lẽ là cái điều mà khiến người dùng cân nhắc nhiều nhất. Với số tiền chênh lệch lớn như vậy thì mình nghĩ là cái chênh lệch về cái hiệu năng thì nó cũng không phải là cái vấn đề quá quan trọng. Máy vẫn có những thông số kỹ thuật khác hoàn toàn tương đồng, như chúng ta sẽ có một màn hình phía trước là 5.5 inch, sử dụng độ phân giải Full HD và cũng sử dụng màn hình AMOLED cho cái màu sắc hiển thị khá là rực rỡ. Và đặc biệt thì sản phẩm này nó vẫn sẽ hỗ trợ 4G LTE ở thị trường Việt Nam. Đó, chúng ta thấy khi mình lắp SIM 4G là đã có thể kích hoạt được luôn và cho cái tốc độ khá là nhanh. Và thiết kế thì gần như hoàn toàn tương đồng. Ở phía sau thì chúng ta chỉ có khác một chút là nó sẽ có tên mã sản phẩm ở đây, và ở phía dưới này nó sẽ có một vài dòng chữ gì đó đến từ Trung Quốc. Đó, tuy nhiên thì về khi mà các bạn cầm trên tay thì có lẽ nếu người dùng bình thường sử dụng thì chúng ta cũng không thể phân biệt được đâu là chiếc Z7 Plus và đâu là chiếc C8. Về camera thì máy vẫn giữ nguyên số chấm cũng như chất lượng. Chúng ta sẽ có camera selfie phía trước lên tới 16 megapixel cho chất lượng cực tốt hiện nay. Và chúng ta biết là Galaxy Z7 Plus cũng đang là một trong những chiếc máy được đánh giá là có camera selfie đẹp nhất ở thời điểm hiện tại. Và camera sau của máy thì cũng hỗ trợ cho các bạn cái khả năng chụp xóa phông với bộ đôi camera 13 megapixel và 5 megapixel. Nói chung thì về tính năng cũng như chất lượng chụp ảnh thì hoàn toàn tương đồng như chiếc Galaxy Z7 Plus và không có khác biệt nhiều. Và tương tự như vậy thì máy cũng sẽ có viên pin là 3000 mAh thì giúp các bạn có thể trải nghiệm khá là thoải mái trong một ngày. Như vậy thì có thể thấy là với sự xuất hiện của chiếc Galaxy C8 này, trong dịp cuối năm nay thì chúng ta sẽ có thêm một lựa chọn nữa ở phân khúc tầm trung. Với mức giá là 5.990.000 thì Galaxy C8 nó sẽ rẻ hơn chiếc Z7 Plus chính hãng là hơn 2 triệu đồng. Chúng ta vẫn sẽ có một sản phẩm với hai SIM, một cấu hình phần cứng tương đương, chỉ khác một chút đó là về RAM được giảm đi một chút và bộ nhớ trong cũng giảm đi còn 32GB. Đó, còn mọi cái tính năng nó đều hoàn toàn tương đồng. Thì các bạn đánh giá sao về chiếc Galaxy C8 này? Thì theo các bạn với mức giá 6 triệu hiện nay thì các bạn có nên mua sản phẩm này hay không? Thì đây là một chiếc máy mới 100% và được bảo hành 12 tháng cũng như đổi mới trong 15 ngày ở Diện Thông Minh. Và ngoài sản phẩm Z7 Plus này ra thì hiện tại các bạn cũng có thể tham khảo những sản phẩm flagship cũ như là chiếc Galaxy S7 cũng có tầm giá khoảng tầm 6 triệu, hay là chiếc Galaxy S7 Edge
thì cũng đang có tầm giá khoảng 7 triệu đồng. Thì đây theo mình là những chiếc máy mà có thể nói là nếu như bạn nào mà cần một sản phẩm selfie này thì các bạn có thể sử dụng chiếc Galaxy C8 này. Còn với những bạn nào mà cần một sản phẩm có cấu hình cao thì các bạn có thể lựa chọn chiếc S7 cũng như là S7S ở Diệu Thông Minh. Và để trải nghiệm sản phẩm này thì các bạn có thể qua tất cả những showroom của Diệu Thông Minh trên toàn quốc, đặc biệt là hai showroom mới khai trương tại 12 Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng cũng như 56 Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương để trải nghiệm, cũng như là có rất nhiều chương trình khuyến mại đặc biệt nhân tháng vàng khai trương. Còn bây giờ xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.